Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay, chương trình với nhiều tin tức cập nhật đáng quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình trưa nay. Va chạm giữa xe máy và xe container tại Bình Thuận, một người tử vong. Thanh hóa kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke. Làm rõ vụ nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn trong lớp học. Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghề đặt chà bắt cá của ngư dân Quảng Ngãi. Ngân hàng đặc biệt lưu trữ giống lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là một số ghi nhận về giao thông. Thưa quý vị, đêm qua, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển đang di chuyển trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối qua, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 86B3-82496 di chuyển trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đối diện quán cơm Cây Điệp 14 thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thì bất ngờ va chạm với xe container di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp cùng Công an xã Hàm Kiệm đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, xử lý tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại Bình Dương, sáng nay, Công an thành phố Dĩ An cho biết đang điều tra vụ xe máy tông vào cổng ga sóng thần làm một người tử vong. Theo đó, chiều tối qua, ông Vũ Ngọc Trường, 61 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức, chạy xe máy biển số 52M6-0550 dưới gầm cầu vượt sóng thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, thay vì đánh lái để rẽ trái ra đại lộ Độc Lập, thì ông Trường lái xe chạy vào hướng ga sóng thần, sau đó tông mạnh vào tường bê tông của cổng ga. Cú tông mạnh làm ông Trường ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy bể nát phần đầu. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại Đà Nẵng, trong tuần qua, theo phản ánh của người dân trên địa bàn thành phố thì đã có hiện tượng một số cây xăng hạn chế bán xăng A95. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh cây xăng găm hàng. Cụ thể, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã công bố và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của các quận huyện tại các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn để người dân, khách hàng phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu đầu cơ găm hàng tăng giá đối với mặt hàng này. Người dân thành phố Đà Nẵng có thể liên hệ để phản ánh về những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn qua các số điện thoại được niêm yết. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Trên lĩnh vực giao thông, theo Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, sáng nay 19 tháng 9, gói thầu đoạn tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được bắt đầu triển khai thi công. Đây là đoạn đường giao thông cấp quốc gia Việt Nam, có tổng chiều dài tuyến là 147 km. Hiện tại, giao thông kết nối giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương khác vẫn khá khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa mưa và thời tiết xấu. Vì vậy, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai sẽ tăng tính kết nối, thuận lợi cho quá trình giao thương hàng hóa và tạo động lực cho địa phương khai thác tiềm năng sẵn có về du lịch. Thưa quý vị, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các cơ sở kinh doanh karaoke gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường rà soát kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Tại thị trấn Ngọc Lặc, qua kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không có hệ thống cảm ứng và chuông báo cháy, không có lối thoát nạn thứ hai, hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Đây là những lỗi cơ bản mà cơ sở kinh doanh karaoke thường mắc phải. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang phối hợp cùng các cấp chính quyền rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, đảm bảo xong trước ngày 30 tháng 9 và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 862 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Từ ngày 16 tháng 8, các ngành chức năng tỉnh đã triển khai rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống cháy nổ. Sau một tháng triển khai, đã kiểm tra được 276 cơ sở, trong đó buộc tạm dừng hoạt động 107 trường hợp, xử phạt gần 345 triệu đồng. Lỗi vi phạm phổ biến là không có lối thoát nạn thứ hai. Đấy, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị và xử lý, phạt tiền và tạm đình chỉ, thì nếu các cơ sở không khắc phục các cái tồn tại hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra, thì chúng tôi sẽ kiên quyết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép và dừng các cái hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các cơ sở tiếp tục cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Cùng với việc tra quân, chấn chỉnh của lực lượng chức năng, mỗi người dân, đặc biệt là chủ cơ sở, cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ trong kinh doanh và sử dụng dịch vụ karaoke để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Liên tục chương trình trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây. Làm rõ vụ nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn trong lớp học. Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghề đặt chà bắt cá của người dân Quảng Ngãi. Ngân hàng đặc biệt lưu trữ giống lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ thuộc khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Một cụ ông đi thả lưới bắt cá khu vực ao nối dòng chảy đập tràn thủy điện không may bị đuối nước tử vong. Nạn nhân là ông Phạm Quỳnh Anh, ngụ tại phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Trước đó, ông Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị dụng cụ đi thả lưới bắt cá ở khu vực ao nối với dòng chảy đập thủy điện Thác Mơ. Trong lúc đang rà lưới để lùa cá, ông Anh không may bị hụt chân, ngã chìm xuống ao nước sâu hơn 2 mét bên cạnh hồ thủy điện, tử vong sau đó. Một số người dân đang đi đánh bắt cá trên lòng hồ phát hiện nạn nhân nổi trên mặt nước sát bờ ao nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại Nghệ An, một nữ sinh lớp 10 đã tát liên tiếp vào mặt bạn ngay trong lớp học. Sự việc được xác định xảy ra tại trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đã lao vào tát bạn cùng lớp tới tấp. Đáng chú ý, thời điểm này có nhiều học sinh xung quanh nhưng không ai can ngăn. Sau khi nắm bắt sự việc, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3 đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh để xác minh vụ việc, đồng thời kiểm tra sức khỏe của học sinh bị đánh. Thầy Nguyễn Anh Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Anh Sơn 3 cho biết, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh có liên quan đến làm rõ để giải quyết vụ việc. Cần tiền nhanh, lãi suất thấp và thủ tục đơn giản, đó là tâm lý chung của một số người khi muốn vay tiền. Nắm được điều này, các đối tượng lừa đảo đã giăng bẫy những người có nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản của họ bằng thủ đoạn tinh vi, phản ánh tại tỉnh Hậu Giang. Đến cơ quan công an trình báo, một người dân ở huyện Châu Thành A cho biết cách đây vài ngày, chị nhận được cuộc gọi của một thanh niên xưng là nhân viên ngân hàng thông báo nếu có nhu cầu vay tiền thì gửi ảnh chân dung kèm căn cước công dân và thẻ ATM là được giải ngân ngay. Trong lúc cần tiền để sửa lại chuồng trại nên chị đồng ý vay 100 triệu đồng. Khi đối tượng này yêu cầu chị tải một ứng dụng về điện thoại rồi điền thông tin cá nhân cũng như tài khoản ngân hàng để nhận tiền nhưng không thấy tiền đâu mà mất 60 triệu đồng. Ảnh nói là do lỗi em, tại vì em viết sai số tài khoản á. Nên em cũng nghĩ là chắc là tại lỗi của em viết sai số tài khoản nên ngân hàng nó bị đóng băng gì đó. Nên anh nói vậy, anh nói nhiều lắm nên em chuyển qua. Để lấy tiền, tại vì mình muốn vay mà, mình phải chuyển qua để mình vay á. Một bị hại khác cũng trú tại huyện Châu Thành A cho biết do muốn vay nhanh 50 triệu đồng nên chị vào đường dẫn do đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng gửi để làm thủ tục nhận tiền và bị lừa mất tổng cộng 45 triệu đồng. Lúc đầu là 7 triệu mấy là tiền sai cái
cái số tài khoản, sau là sai cái mật khẩu, rồi lần thứ hai đó là nhập nhập vô mà trên kia nó chưa giải ngân. Rồi lần thứ ba nữa là nó nói là phải đóng cái phí bảo hiểm nó mới giải ngân. Rồi lần này nữa là nó kêu em phải đóng cái tiền tín nhiệm. Thường đối tượng là yêu cầu bị hại là giấu người thân. Khi mà yêu cầu bị hại mà chuyển tiền thì chúng sẽ hứa sẽ trả lại cùng với số tiền vay, từ đó làm cho bị hại tin tưởng và vay mượn, rồi âm thầm chuyển tiền cho chúng đến khi mà hết khả năng. Thì qua đây chúng tôi là khuyến cáo người dân là không nên chuyển tiền hoặc là cung cấp các cái thông tin cá nhân như là căn cước công dân, chứng minh nhân dân cùng với cái số tài khoản ngân hàng cho những người mà mình không biết. Thì nếu bởi làm như vậy thì sẽ bị mất tài sản, cùng với đó là các đối tượng là lợi dụng cái thông tin cá nhân thì sẽ làm vào cái mục đích xấu. Cơ quan công an cũng khuyến cáo, ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, các đối tượng lừa đảo qua mạng còn giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát, thông báo người dân liên quan đến các đường dây tội phạm. Sau đó đe dọa, dẫn dụ người dân đăng nhập vào các trang web giả mạo, tải ứng dụng về điện thoại, rồi ra ngân hàng thay đổi mật khẩu banking. Lúc này tiền trong tài khoản của bị hại sẽ bị chiếm đoạt mà không hề hay biết, trong khi trước đó họ chưa làm bất kỳ động tác chuyển tiền nào. Thưa quý vị, trong lúc nguồn hải sản ven bờ ngày càng ít đi, thu nhập của ngư dân dùng bãi ngang ven biển bị ảnh hưởng, thì tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà con ngư dân vẫn giữ nguồn thu nhập ổn định thông qua nghề đặt chà cho hải sản lưu trú. Phương pháp đánh bắt này cũng giúp cho bà con tiết kiệm khá nhiều chi phí sản xuất. Kết nối cành dừa nước và các vật liệu sẵn có tại địa phương thành những cây chà có chiều rộng từ 15 đến 30 mét. Sau đó, ngư dân mang ra đặt ở vùng biển ven bờ. Hàng năm, ông Thành cùng bạn thuyền đặt từ 4 đến 5 cây chà cho các loài hải sản về trú ngụ. Con đặt chà nhiều, chúng có còn giữ lại nhiều. Có nó tụ tập lại, nó đâu nó có chà, đi đâu nó không lợp. Là nó cũng có con nhỏ thì lại có con lớn. À, ví dụ như có con nhỏ đứng đó rồi, nó thu nó tới. Nó vùa tới tính. Em có đó là nó giữ nó, mình là câu được cái lớn đó. Nó có cái trò là nó có được đó. Trên vùng đẹp trò mà có trò là ngon nhất. Nếu đẹp trò được là giữ được quá, môi trường sạch. Theo kinh nghiệm của nhiều lão ngư, các loài cá thường không ở cố định mà di chuyển theo luồng nước. Vì vậy, mỗi cây chà là một ngôi nhà lý tưởng cho chúng theo nhau về tạm trú, tìm kiếm thức ăn. Đây cũng là địa điểm đánh bắt mang lại thu nhập cao và tiết kiệm khá nhiều chi phí sản xuất cho bà con mưu sinh nghề biển. Cũng như mình làm nhà ấy, cho nó tới, tập trung ở đó. Bắt đầu từ từ là mình thu nhập, lần lần bữa 500, 300 triệu, có khi 5-3 triệu, bình thường. Từ hiệu quả khai thác của một vài chủ thuyền, ngư dân xã Bình Thạnh đã nhân rộng và phát triển mô hình làm nhà cho cá lưu trú để cùng nhau đánh bắt, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cư dân sinh sống ở vùng bãi ngang ven biển. Với đức tính cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm, một người phụ nữ ngụ ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành công với mô hình trồng lan Mokara. Mô hình là hướng đi mới mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Gia đình của bà Bạch Thị Hạnh, ngụ ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, trước đây chăn nuôi heo. Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình trồng qua lan Mokara cắt cành cho thu nhập cao, bà Hạnh học hỏi cách trồng, kỹ thuật chăm sóc và đầu tư trồng lan. Sau thời gian trồng thử nghiệm, gặp không ít khó khăn, nhờ kiên trì chịu khó nên vườn lan ngày càng phát triển, sinh trưởng tốt. Thấy vậy, bà Hạnh mạnh dạn đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới, làm hệ thống tưới nước tự động và mua giống lan về trồng. Đến nay, vườn lan của gia đình bà có quy mô hơn 1 hecta với khoảng 40.000 cây lan. Theo chia sẻ của bà Hạnh, dòng lan Mokara trồng từ 3 đến 6 tháng là bắt đầu có hoa và mỗi tuần cắt một lần. Ngoài lan Mokara, bà Hạnh còn trồng xen thêm những giống lan khác như Ngọc Điểm với giá bán từ 7 đến 12.000 đồng một cành. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình bà thu nhập trên 100 triệu đồng. Mình phải học hỏi mà qua mạng. Mình tìm tòi qua trong bạn bè trong hội hoa lan. Chứ còn cái cây lan nó không giống như mọi cái cây hồi giờ mình trồng. Cũng trồng thêm đen ru cắt cành với Mokara cắt cành. Cô chú ý đi cái hướng cắt cành từ thị trường dùng hoa tươi á.
Bây giờ nó càng ngày nó càng phát triển và thị trường nó cũng còn rộng. Huyện Châu Đức hiện có 30 hộ trồng qua cây cảnh, trong đó các hộ trồng lan tập trung nhiều ở xã Láng Lớn và Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức đã phối hợp với một số cơ quan đơn vị hỗ trợ các hộ dân về kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và kết nối tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lan. Mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác, mô hình trồng qua lan cắt cành của bà Bạch Thị Hạnh nói riêng và một số hộ dân huyện Châu Đức nói chung đang mở ra hướng đi mới cho nông dân trong địa bàn. Hàng ngàn giống lúa ở khắp mọi miền đất nước, có những giống lúa quý hiếm không còn trong thực tế sản xuất, hiện vẫn còn lưu giữ tại khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ, ở nơi đây được ví như ngân hàng giống lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Việc sưu tập lưu trữ này có ý nghĩa quan trọng bảo tồn các giống lúa quý, lai tạo các giống mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Từ một vài mẫu giống lúa ít ỏi ban đầu, đến nay ngân hàng giống đã lưu trữ, lai tạo lên đến con số hơn 3.000 chủng loại. Trong số này, nhiều nhất là bộ giống lúa mùa ở miền Tây với 1.988 giống. Các giống lúa đặc biệt như Nàng Thơm Chợ Đào, Nếp Thang, Bông Dừa, Tài Nguyên, hay như những bộ giống lúa rẫy từ vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Duyên Hải miền Trung. Ngoài ra còn có các giống lúa cao sản và những dòng khác do Đại học Cần Thơ lai tạo. Để có một mẫu lúa, các thầy cô sinh viên của trường đã bắt đầu từ việc đến các vùng sâu vùng xa khắp nơi sưu tập. Những mẫu giống được ghi chép nguồn gốc, thời gian xuất xứ. Các hạt lúa này sau đó được chọn lựa rất kỹ lưỡng, loại bỏ những hạt sâu bệnh, kém chất lượng. Đồng thời, để có thể đảm bảo chất lượng về lâu dài, các hạt lúa giống phải được đặt trong một quy trình lưu trữ nghiêm ngặt. Về cái nguyên tắc mà để cho hạt giống nó được giữ lâu dài thì nó sẽ có hai cái yếu tố. Một cái yếu tố là nhiệt độ và một cái yếu tố thứ hai là ẩm độ. Thì có nghĩa là cái hạt giống này mình khi mình đưa vào trong bao này á, thì nó phải đảm bảo được cái gì? Cái nhiệt độ nó ổn định ở 20 độ cho cái kho ngắn hạn và ở trung hạn là âm 5 độ. Và cái ẩm độ của hạt giống ở đây là mình cho xuống cả khoảng 10%, và mình sẽ giữ để hút chân không như thế này. Dù thời gian lưu trữ ở kho trung hạn có thể trên 10 năm, song các giống lúa khó sống đến thời điểm đó. Vì thế, để bảo tồn những hạt giống này, sau 3 đến 5 năm sẽ định kỳ kiểm tra sức sống của giống lúa. Cứ thế, gần 50 năm qua, hàng ngàn giống lúa đã được thầy cô, cán bộ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Đại học Cần Thơ sưu tập, gìn giữ, sau đó được chuyển giao cho khoa nông nghiệp kế nhiệm cho đến nay, với hơn 940 dòng lúa cải tiến đã được lai tạo ra, chuyển giao cho các trung tâm giống ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thử nghiệm và quản lý. Đồng thời, ngân hàng lúa còn là một cơ sở thực nghiệm quan trọng, phục vụ cho việc học tập của các sinh viên ngành nông nghiệp. Cái kho lúa này sẽ giúp cho em được tiếp xúc với lại các loại giống lúa và được làm các phép thí nghiệm, làm quen dần để giúp ích cho em sau này em làm lúa dân sẽ được dễ dàng hơn. Vai trò của ngân hàng giống ngày càng thể hiện rõ trong việc nghiên cứu và học tập của các giảng viên, sinh viên ngành nông nghiệp tại trường Đại học Cần Thơ. Hiện tại khoa nông nghiệp của trường đang liên kết với các doanh nghiệp để tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giống lúa mới, góp phần cho ra đời nhiều giống lúa chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.